Trong các hệ thống truyền tải và phân phối điện, chất lượng điện năng là vấn đề được đặt lên hàng đầu và cần được kiểm tra đánh giá một cách chính xác. Chất lượng điện năng không tốt như sóng hài, mất cân bằng, nhấp nháy điện áp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của nhà máy như trip CB, hư hỏng thiết bị, tiêu tốn năng lượng, v.v. Việc kiểm tra và giải quyết các sự cố liên quan có thể tốn rất nhiều thời gian và công sức. Với thiết bị ghi chất lượng điện năng 3 pha lúc 1740 series đạt tiêu chuẩn IEC 61000-4-30 Class A, cung cấp cho bạn mọi dữ liệu bạn cần để phục vụ việc xử lý sự cố, tính toán điện năng sử dụng và phân tích hệ thống truyền tải điện. Máy ghi chất lượng điện năng lúc 1740 series đạt chuẩn IP65 để làm việc trong các môi trường khắc nghiệt với thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng thao tác và di chuyển. Lúc 1740 series đo lường bộ tự động ghi lại toàn bộ giá trị đo thông qua ứng dụng máy tính được kết nối qua cổng USB hoặc mạng Wi-Fi. Bạn cũng có thể tùy chọn các thông số đo cần theo dõi để lưu trữ và thực hiện phân tích nâng cao. Lập báo cáo chất lượng điện năng theo quy chuẩn của ngành để làm báo cáo chuyên sâu chỉ với một click chuột. Nếu các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc yêu cầu về báo giá demo, hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại.